Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm bữa là mình trong cái buổi livestream á, không biết là anh em có nhớ không, livestream đêm ngày mấy ngày hôm trước á, thì Đạt có nói chung là mình có tặng quà cho anh em. Thì có mấy anh em thấy cái kẹo thơm quá mà anh em mua không được, anh em rất là tức luôn. Anh em anh nhà nhà ngày hôm sau rồi nhắn tin cho Đạt và hỏi mua, nhưng mà mình nói thẳng luôn là mình chỉ có livestream tối ngày hôm đấy, là có hôm đấy live lúc 10 muộn rồi, 10 giờ tối thì đến 12 giờ anh em nào chốt được thì mua. Thật sự phải nói với anh em là cái ngày hôm đấy á, là mình bài bán nhiều nhưng mà lời nó không có luôn anh em ơi, không có lời luôn. Thì đây là một cái bộ cao su các chân da băng nè, đây cái combo hôm bữa này, cái combo này nè là combo cao su các chân da băng và một cái chống nghiêng nè anh em ha. Cái cao su các băng da băng này bình thường nhà thị trường nó bán là 250 một cái một cặp, thì đạt bán là có 150 một cặp thôi, nó đã rẻ hơn thị trường là 100 ngàn rồi. Còn cái gác chân đó, cái chống nghiêng này là nhái cũ là 160 bán 150, thì là tính hai món này là nếu mà giá thị trường là nó khoảng rơi vào khoảng 500, thì Đạt bán có 300 thôi là hai món này. Thì cái ngày hôm đó là 300 và Đạt giảm thêm 100 ngàn là còn 200, thì anh em mua như như cướp giật luôn. Tuy nhiên là cái chương trình livestream này nó chỉ có từ 10 giờ cho tới 12 giờ thôi, cho nên là không có đủ thời gian để cho anh em mua. Và anh em thì gọi réo Đạt quá đi, bây giờ không đăng lên là không xong anh em luôn. Có nhiều anh em nói trời tiếc quá, năn nỉ Đạt lắm luôn á. Thì thôi bây giờ mình đăng lên lại cho anh em nha. Mình giảm cho anh em 50 bộ nha, 50 bộ duy nhất thôi. Ở đây là mình để đúng 50 bộ ra đây, giảm duy nhất cho anh em 50 bộ. Thì mình sẽ khui ra cho anh em coi. Và anh em lưu ý giúp mình, cái chương trình sale off này là hàng chuẩn nha. Cho nên là anh em cứ yên tâm, anh em mua mình quay như thế nào, anh em cứ về anh em kiểm tra hàng, đúng hàng thì nhận giúp mình nha. Cho nên không phải lo đâu, đúng hàng mới nhận, không đúng hàng là không nhận. Đấy, như trong clip mình quay thì đây là một cái bộ cao su gác chân sau, cao gác chân sau của Dream Thái, hàng made in Japan nha. Đây là made in Japan này. Đấy, anh em thấy chưa? Để cái khui cho anh em luôn. Một bộ này nó có rất là nhiều chi tiết trong này nha. Đây. Một bộ này ta sẽ bỏ trong cái túi này. Nó gồm có nhiều đây nhỉ? Một. Đây là một cái cao su này. Cao su này là nó sẽ có chữ AB luôn nha. Tí mình sẽ quay cho anh em. Một này, hai này, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Đấy anh em, 12 chi tiết là gồm một của một cặp cao su gác chân này, mà tính ra là mình bán 150 rồi, tính ra là có 10.000 một chi tiết này anh em, trong khi những cái này là cao su AB luôn. Đây mình sẽ cho anh em coi hàng zin, nó có chữ AB luôn này. Mình bao anh em luôn là không có chỗ nào bán rẻ hơn mình cái này nha, cam kết cho anh em luôn giá lẻ. Đây, nó sẽ có chữ B này, nèo nèo, đây. Đó, nèo thấy chữ B nhỏ nhỏ chưa? Đó, chữ B này. Đó, hàng zin nó sẽ có chữ A, chữ B nha em nha. Một bên là B, một bên là A. Đây, bên này bên A này, để mình lấy cho anh em coi luôn. Rồi, đây. Bên này A này, A này nè. Đây, đây. Đó, chữ A này nè, thấy chưa? Đấy, hàng zin nhá. Hàng zin made in Japan này nè. Đây, made in Japan nha. Cho nên là anh em nào cần mua thì yên tâm. Chốt cái loại này, hàng sell off thì mình sell off cho anh em. Nhưng mà nhiều anh em chúng ta cứ bị giống như là mấy cái chỗ bán quần áo anh em, người ta nói sell off thì thực ra người ta giá lên thì hạ giá xuống. Còn bên Đạt là hàng sell off là giảm giá thật cho anh em. Cho nên là anh em nào cũng đã theo dõi bên Đạt thì anh em biết rồi, hàng là hàng chất, nhưng mà thích thì mình sell off thôi, chứ còn mà không có cái chuyện mà giảm giá đổi sell off cho anh em nha, không có chuyện đó nha. Còn đây là cái chống nghiêng này, chống nghiêng Dream Thái này, khui cho anh em coi luôn nha. Chống nghiêng Dream Thái hàng xịn này. Đây, khui cho anh em coi luôn. Đó, một cái chống nghiêng xịn như thế này. À, chống nghiêng là đúng hàng Dream Thái, là có cái ngéo ở đây này. Đây anh em thấy chưa? Yên tâm chưa? Đó thì cây này là giá là 150 nha anh em nha. Thì nguyên một combo như thế này, mức giá của nó là giá gốc là khoảng 3-400 ngàn, thì bây giờ mình sell cho anh em còn 200 ngàn nha, giảm 50 bộ đầu tiên. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình nha. Này là Dream Thái anh em, anh em có thể gắn cho Dream Thái nha. Đó, anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Số điện thoại 0915434973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo nha. Tất cả đều là hàng made in Japan hết này. Đấy, cao su các chân made in Japan hết nha. Nên là anh em yên tâm luôn. Mua được hay không là do anh em có đủ nhanh tay hay không nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.